Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Hôm nay mình tiếp tục mình làm video. Thì cái chủ đề ngày hôm nay mình không có chia sẻ đến cho anh em kiến thức sửa chữa xe máy, mà cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho anh em cái độ khỏe của cái mỏ hàn xung mà nhà mình đang cung cấp trên thị trường. Hôm nay tôi sẽ hàn hai cái dây điện to này vào hai cái cọc bình của cái bình ắc quy 30A để tôi hàn để cho anh em thấy được là cái độ khỏe của cái mỏ hàn nó như thế nào. Đấy, anh em nào mà quan tâm những cái mỏ hàn này thì anh em cứ gọi một cái số điện thoại tôi đang để trên màn hình. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi hàn để xem là cái độ khỏe của nó ra sao. Đầu tiên thì tôi sẽ cho một ít nhựa thông vào cái đầu dây tôi chuẩn bị hàn. Cái mỏ hàn này nóng cực nhanh nên anh em bóp thả liên tục, anh em bóp từ 3 giây đến 5 giây là anh em phải thả ra. Nếu mà anh em mà cố giữ mãi thì nó sẽ làm đỏ cái đầu mỏ này 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 đi. Đỏ cái đầu mỏ đi thì rất chi là khó khó hàn. Nên anh em phải chú ý. Tiếp theo là cái đầu của cái cọc bình này thì anh em lưu ý là anh em cạo sạch đi anh em nhé. Anh em cũng cho một ít nhựa thông này đây để cho nó làm sạch, để cho nó ăn nó bám chắc và cái mới hàn nó sẽ bóng. Để anh em thấy được cái độ khỏe của cái mỏ hàn. Đối với những cái mỏ hàn tiệp thì anh em hàn hàn những mỏ hàn nhỏ thôi, chứ những mỏ hàn lớn thì cái mỏ hàn tiệp thì không hàn được, nó không đủ nhiệt. Anh em phải bóp thả liên tục. Ok, tiếp tục tôi lại hàn tiếp tục cái đầu bên này. Anh em nhìn thấy cái vỏ này nên như thế này thôi, nhưng anh em sờ thoải mái. Đấy, tôi đang bóp này. Đấy, nó không bao giờ giật đâu anh em nhá. Anh em đừng có lo giật vì là nó đã, người ta thiết kế, người ta đã có cái vải cách điện rất chi là tốt. Anh em dùng cái mỏ hàn này thì khó hư lắm. Tôi sẽ bảo hành cái mỏ hàn này cho anh em 1 năm, anh em thoải mái sử dụng. Nhiều anh em là yêu cầu tôi làm video để test xem là cái độ khỏe nó như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ hàn trên cái bình 30A cho các anh em xem. Thì đối với những anh em sửa chữa điện tử thì anh em sẽ chế cái mỏ hàn phụ này này, nó nhỏ lại thì anh em sẽ sửa chữa điện tử được. Còn đặc biệt là như thế này thì anh em sẽ dùng cho cái nghề về xe máy. Thì anh em sẽ hàn các cái than đề Yamaha. Đối với những anh em thợ ô tô thì hàn than đề ô tô rất chi là tiện lợi. Gia đình thì mỗi gia đình cũng nên sắm lấy một cái mỏ hàn để trong cái những cái cần thiết trong cái gia đình thì anh em vẫn có thể hàn được. Ví dụ như là dịp Tết này rồi thì anh em hàn giàn nháy bị đứt này. Đấy, rất chi là khỏe. Anh em bóp chỉ trong vòng nóng, làm nóng chỉ trong vòng 3 đến 5 giây thôi. Mỏ hàn này nặng tới 1 cân 6 đến 1 cân 7, từ 1 ký 6 đến 1 ký 7. Anh em thoải mái sử dụng, không lo không đủ nhiệt. Đây, tôi sẽ quay gần đến cho anh em xem. Quay gần đến cho anh em xem cái mối hàn nó bóng như thế nào. Đây anh em để ý này, anh em xem này. Mối hàn nó bóng như thế nào này. Đấy. Nó chắc chắn như vậy. Đấy. Thì anh em nào mà có quan tâm đến cái sản phẩm này thì anh em sẽ truy ghi, chỉ cứ gọi số điện thoại tôi đang để trên màn hình. Tôi sẽ cung cấp cái mỏ hàn này cho anh em. Video này thì tôi xin kết thúc ở đây. Xin chào anh em, chúc anh em thành công.